U23 Việt Nam chờ sự khác biệt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. So với người tiền nhiệm Trossier, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được chờ đợi sẽ ghi được dấu ấn với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ngoài thất bại ở tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Trossier cũng không thành công cùng lứa U23. Thành tích đáng kể của chiến lược gia người Pháp là giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2024. Nhưng giải đấu này Khúc Văn Khang và các đồng đội chơi không thực sự ấn tượng dù chơi trên sân nhà và gặp đối thủ khá mềm. Ngoài ra, U23 Việt Nam chỉ vào tới bán kết tại SEA Games 32 sau 2 kỳ liên tiếp giành huy chương vàng dưới triều đại Park Hang-seo. Dưới thời huấn luyện viên Trossier, U23 Việt Nam được tập cùng với đội tuyển quốc gia trong mỗi đợt tập trung ngắn ngày. Ông Trossier tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được học hỏi đàn anh, làm quen với triết lý mới ở tuyển Việt Nam. Nhưng cách huấn luyện này cũng có không ít hạn chế. Nhiều chuyên gia cho rằng việc ông Trossier trộn lẫn các cầu thủ với số lượng lên tới 60-70 người trong mỗi buổi tập không mang lại sự hiệu quả. Thực tế thì U23 Việt Nam chưa định hình rõ được lối chơi và bộ khung thì huấn luyện viên Trossier đã chia tay. Tiếp quản chiếc ghế nóng của người tiền nhiệm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chịu áp lực nhất định. Tuy nhiên, chiến lược gia người Khánh Hòa tự tin ghi dấu ấn với lứa U23 tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Cần phải nhắc lại rằng trong năm 2023, có tới 2 đội U23 được thành lập để tham dự các giải đấu khác nhau. Đội U23 xin được huấn luyện viên Trossier dẫn dắt ở SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á 2024. Trong khi đội còn lại với nhiều gương mặt lứa U20 cùng ông Hoàng Anh Tuấn tham dự giải U23 Đông Nam Á, giành chức vô địch và dự ASEAN 19, chia tay ở vòng bảng. Trong số 27 cầu thủ hiện tại ở U23 Việt Nam, có quá nửa quân số nằm ở đội được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt. Vì thế tất cả có sự thích nghi nhanh với lối chơi. Đó là lý do mà ông Tuấn không quá lo lắng khi U23 Việt Nam chỉ có hơn một tuần chuẩn bị cho giải châu lục. So với ông Trossier, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có được lực lượng mạnh nhất của lứa U23, bao gồm cả các tuyển thủ quốc gia như Văn Khang, Thái Sơn, Văn Tùng, định bắt tới các trò ruột như Văn Cường, Đức Việt, Quốc Việt, Nghĩ Hào. Đặc biệt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người hiểu rõ từng cầu thủ, biết sở trường của từng người, từ đó áp dụng lối chơi phù hợp nhất. Cách chơi của U23 Việt Nam được chờ đợi cũng linh hoạt hơn, thay vì đóng khung như thời huấn luyện viên Trossier. U23 Việt Nam chơi kỷ luật, biết người biết ta, tập trung cho hàng phòng ngự. Lối đá này rất phù hợp ở sân chơi lớn như vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ngoài ra, so với người tiền nhiệm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là chuyên gia trị những đội bóng Tây Á. Đó là chưa kể khả năng truyền lửa, nghệ thuật đắc nhân tâm của nhà cầm quân này cũng vượt huấn luyện viên Trossier. U23 Việt Nam nỗ lực để giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết mục tiêu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á là được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu. Trước mắt vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ là các mục tiêu xa hơn. Phát biểu trong buổi tập mới nhất của U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết anh cùng đồng sẽ nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất. Tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2023, tôi hiểu những kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho đội tuyển U23 tại giải. Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn toàn đội sẽ luôn cố gắng tối đa, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, Thái Sơn chia sẻ tại buổi tập của U23 Việt Nam. Tiền vệ này khẳng định, mục tiêu trước mắt của toàn đội là nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, trước mắt vượt qua vòng bảng. Sau đó sẽ là các mục tiêu xa hơn. Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam, nên buộc các cầu thủ phải sớm có sự điều chỉnh về giờ giấc sinh hoạt do thay đổi nhịp sinh học. Về điều này, Thái Sơn cho biết việc chênh lệch về múi giờ cũng không tạo ra những ảnh hưởng đáng kể và các cầu thủ đang dần thích nghi với môi trường mới để sẵn sàng bước vào giải đấu. Chúng tôi đang hào hứng thích nghi với các điều kiện tại Qatar để chuẩn bị bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Toàn đội đã sẵn sàng, nỗ lực từng ngày hướng tới giải đấu. Cầu thủ trẻ từng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup tại Qatar cách đây không lâu chia sẻ. Để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Jordan trên sân Qatar University vào lúc 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ địa phương. Đây là trận đấu được tổ chức để phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024 nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Trận đấu này không chỉ là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi bước vào giải đấu mà còn là cơ sở để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách thi đấu. Đội tuyển U23 Việt Nam hành quân sang Qatar với 27 cầu thủ. Thế nên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ buộc phải loại 4 cầu thủ trong bảng danh sách cuối cùng gửi lên ban tổ chức. Thế nên, tất cả các cầu thủ đều nỗ lực để thể hiện tốt nhất yêu cầu của ban huấn luyện viên trong mỗi bài tập.
đặc biệt là ở nội dung chia đội đá đối kháng khi huấn luyện viên đặt mỗi người vào đúng vị trí sở trường của mình trong buổi tập. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4 trên sân Saudi Abdurrahman. 3 ngày sau, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu với đội tuyển U23 Malaysia trên sân vận động Khalifa International. Hành trình tại vòng bảng của các chiến binh sao vàng sẽ khép lại bằng trận đấu với U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4 trên sân Khalifa International. U23 Uzbekistan cũng được xem là thử thách lớn nhất của U23 Việt Nam tại bảng D. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024. Tại Qatar, hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi đây còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Ba đội giành các vị trí nhất, nhì và ba tại giải đấu sẽ giành suất trực tiếp đến Pháp. Đội đứng thứ tư sẽ góp mặt ở trận playoff với đối thủ là đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF để tranh một suất tham dự Olympic Paris 2024. Cầu thủ U23 Việt Nam căng sức tập luyện. Các cầu thủ U23 Việt Nam căng sức tập luyện để ghi điểm với ban huấn luyện. Rạng sáng ngày 10 tháng 4, theo giờ Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam kết thúc buổi tập thứ hai trên đất Qatar. So với buổi tập đầu tiên chủ yếu giúp các học trò làm quen khí hậu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tập trung rèn các bài kỹ, chiến thuật và chuẩn bị phương án nhân sự cho trận giao hữu gặp U23 Jordan. Chính vì vậy, tất cả cầu thủ đều nỗ lực thể hiện tốt nhất yêu cầu của ban huấn luyện trong mỗi bài tập, đặc biệt là ở nội dung chia đội đá đối kháng khi ông Hoàng Anh Tuấn đặt mỗi người vào đúng vị trí sở trường. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết, mặc dù vừa trải qua chuyến bay dài nhưng toàn đội vẫn duy trì thể trạng rất tốt. Thái Sơn bày tỏ, chúng tôi đang hào hứng thích nghi với các điều kiện tại Qatar để chuẩn bị bước vào vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024. Toàn đội đã sẵn sàng, nỗ lực từng ngày hướng tới giải đấu. Sau những kết quả thi đấu không tốt vừa qua của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, đội tuyển U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của đông đảo người hâm mộ. Tất cả đều hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tạo ra sự khởi đầu mới khi tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2024. Chia sẻ về điều này, Thái Sơn nói, tôi hiểu những kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho đội tuyển U23 tại giải. Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn toàn đội sẽ luôn cố gắng tối đa, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, để trước mắt vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ là các mục tiêu xa hơn. Theo kế hoạch, sáng nay, 14, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi họp chuyên môn để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Jordan. Trận đấu này diễn ra lúc 21 giờ theo giờ địa phương ngày 10 tháng 4, khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Hà Nội. U23 Việt Nam luyện quân cho cuộc đối đầu U23 Jordan. Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trong chiều mùng 9 tháng 4 giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục luyện quân trên sân Qatar University, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu với U23 Jordan vào tối ngày 10 tháng 4. Cuộc đối đầu U23 Jordan được xem là bài kiểm tra đối với các cầu thủ trước khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar. Do đó, tất cả các tuyển thủ đều nỗ lực để thể hiện tốt nhất yêu cầu của ban huấn luyện trong mỗi bài tập, đặc biệt là ở nội dung chia đội đá đối kháng. Khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đặt các cầu thủ vào đúng vị trí sở trường của họ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành khá nhiều thời lượng để phân tích về đấu pháp sẽ vận dụng trong trận đấu, đồng thời khuyến khích các học trò chơi bóng một cách tự tin, thoải mái nhằm phát huy tốt nhất khả năng của mình. Trả lời phỏng vấn báo giới, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn cho biết mặc dù vừa trải qua chuyến bay dài nhưng toàn đội vẫn đang duy trì thể trạng rất tốt. Anh khẳng định, chúng tôi đang hào hứng thích nghi với các điều kiện tại Qatar để chuẩn bị bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Toàn đội đã sẵn sàng, nỗ lực từng ngày hướng tới giải đấu. Qatar lệch 4 tiếng so với Việt Nam. Điều này buộc các cầu thủ phải sớm có sự điều chỉnh về giờ giấc sinh hoạt do thay đổi nhịp sinh học. Tuy vậy, theo Thái Sơn, việc chênh lệch về múi giờ cũng không tạo ra những ảnh hưởng đáng kể và các cầu thủ đang dần thích nghi với môi trường mới. Sau những kết quả thi đấu không tốt vừa qua của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, đội tuyển U23 Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của đông đảo người hâm mộ. Tất cả đều hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tạo ra sự khởi đầu mới khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chia sẻ về điều này, Thái Sơn nói, tôi hiểu những kỳ vọng từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam dành cho đội tuyển U23 tại giải.
Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn toàn đội sẽ luôn cố gắng tối đa, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu, để trước mắt vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ là các mục tiêu xa hơn. Theo kế hoạch, trong sáng ngày 10 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi họp chuyên môn để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Jordan. Trận đấu này diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 10 tháng 4 giờ địa phương, tức 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn muốn rèn bản lĩnh cho U23 Việt Nam bằng phạt đền. Ở trận giao hữu với U23 Jordan sắp tới, nếu có kết quả hòa sau hai hiệp thi đấu chính thức, U23 Việt Nam cùng đối thủ sẽ bước vào loạt sút luân lưu. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thử lửa với U23 Jordan trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ra soát lực lượng, đồng thời thử nghiệm chiến thuật, qua đó làm căn cứ để chốt danh sách 23 cầu thủ cuối cùng. Bóng đá Jordan trong thời gian qua tiến bộ rất nhanh ở cả cấp độ trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Do đó, khi giao hữu với đội bóng này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thu về những bài học quý báu, rút ra được những kinh nghiệm để phục vụ cho chiến dịch U23 châu Á 2024. Trong buổi họp nội bộ trước trận giao hữu với U23 Jordan, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thống nhất với ban huấn luyện đội tuyển không hạn chế số lượng cầu thủ thay thế. Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến chuyên môn, mỗi đội sẽ sử dụng không quá 3 lần thay người trong quá trình diễn ra trận đấu. Bên cạnh đó, nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa, hai đội sẽ tổ chức thi đấu luân lưu để rèn luyện thêm tâm lý, bản lĩnh khi đứng trước chấm 11m cho các cầu thủ. Do ngày diễn ra trận đấu vẫn nằm trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, nên trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ lăn bóng vào 21 giờ giờ địa phương, 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam. Đây là trận đấu được tổ chức để phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển, nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Tại giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15 tháng 4 đến 3 tháng 5 tới, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U23 Kuwait vào ngày 17 tháng 4. Ở hai lượt trận tiếp theo, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia vào ngày 20 tháng 4 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 23 tháng 4. Ngoài việc cạnh tranh các thứ hạng, vòng chung kết U23 châu Á kỳ này còn là giải đấu để xác định các đại diện châu Á tham dự Olympic Paris 2024. Cụ thể, top 3 đội tuyển U23 của giải sẽ giành quyền dự Olympic Paris 2024. Đội đứng thứ tư, thua trong trận tranh hạng 3, sẽ góp mặt ở trận playoff với đối thủ là đại diện của châu Phi để tranh một suất đến nước Pháp dự Thế vận hội.